Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Một điểm đáng chú ý trong dự thảo luật này là quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều của đại biểu Quốc hội. Cho ý kiến về việc có nên cấm hẳn nồng độ cồn khi tham gia giao thông hay cho phép có ngưỡng nhất định, nhiều đại biểu đồng tình với dự thảo là cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Quy định do pháp luật đặt ra thì theo tôi nên tường minh và giúp người dân dễ chấp hành, có thể dễ dàng tự mình đánh giá kiểm chứng được vi phạm hay không vi phạm. Thế nên là giữa lựa chọn có ngưỡng hay cấm uống rượu thì phương án cấm sẽ tường minh và giúp công dân dễ chấp hành, tự mình cũng thể đánh giá được mình vi phạm hay không vi phạm. Vì thứ nhất là về tâm lý học hành vi, nếu đã uống một chén rượu thì khả năng uống thêm sẽ cao hơn là dứt khoát không uống rượu bia ngay từ đầu. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông với quyết tâm không có ngoại lệ, dù người vi phạm là ai, kể cả những cán bộ trong ngành nếu vi phạm đều bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật để làm gương cho nhân dân, tăng thu ngân sách từ việc xử lý vi phạm nồng độ cồn. Vì vậy, tôi thống nhất theo quy định của dự thảo luật. Tuy nhiên, nhiều đại biểu không đồng tình với đề xuất này và cho rằng không nên quy định một cách tuyệt đối, cứng nhắc, mà nên quy định về giới hạn nồng độ cồn trong máu, hơi thở, khi vượt quá mốc đó thì mới phạt. Nếu một người uống một ly nước nho ngâm với đường là nhằm giúp tiêu hóa thức ăn, khi đo thì họ vẫn có nồng độ cồn. Trường hợp này, khi tham gia giao thông thì họ vẫn bị xử phạt, nhưng trên thực tế thì họ không uống rượu bia. Theo tôi, quy định như vậy là chưa hợp lý và chưa thuyết phục. Sẽ xảy ra nhiều cuộc tranh cãi giữa các bên khi bị thổi nồng độ cồn. Ví dụ như nhân ngày tình yêu thì chúng ta thường có tặng nhau thanh sô-cô-la, mà thanh sô-cô-la này là có một chút rượu, nhận là dùng là có thể vi phạm ngay lập tức. Thì tôi đề nghị chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ trả lời chính thức cho Quốc hội là căn cứ khoa học và bằng chứng khoa học để có cái điều quy định như thế này. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng và An ninh và các cơ quan hữu quan nghiên cứu kỹ, tiếp thu giải trình đầy đủ để hoàn thiện dự thảo luật bảo đảm chất lượng khả thi. Cũng trong phiên làm việc buổi chiều nay, Quốc hội đã thông qua luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua luật viễn thông sửa đổi và cho ý kiến về dự án luật đường bộ. Chiều nay tại khu công nghệ cao Hòa Lạc đã diễn ra lễ chuyển giao khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Sự buổi lễ có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Trải qua quá trình 25 năm hình thành, xây dựng và phát triển, đến nay khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được 111 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 111.500 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sau khi tiếp quản khu công nghệ cao Hòa Lạc cần bảo đảm kế thừa và huy động thêm các nguồn lực để thúc đẩy phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trước mắt, thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2024, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến số 5 Văn Cao, Ngọc Khánh, Láng Hòa Lạc, phát triển hạ tầng xã hội và nhà ở bên trong và bên ngoài khu công nghệ cao để bảo đảm ổn định lâu dài đời sống của người lao động, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong khu công nghệ cao Hòa Lạc, triển khai xây dựng đô thị Hòa Lạc, đề xuất các cơ chế chính sách mới, đặc thù vượt trội để phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc. Sáng nay, hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội bế mạc. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thảo luận về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. Qua thảo luận về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến là việc điều chỉnh quy hoạch thành phố phía Bắc, trong đó Đông Anh được định hướng là đô thị trung tâm của thành phố. Thành phố Hà Nội cũng xác định sông Hồng là trục không gian trung tâm và là điểm nhấn biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Không gian sông Hồng sẽ được phát triển thành đô thị, công viên sinh thái, phát triển cảng sông du lịch hai bên sông. Tới đây, thành phố Hà Nội sẽ xây dựng chương trình tái thiết đô thị đoạn sông Hồng đi qua địa bàn các quận trung tâm. Thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu định hướng sân bay thứ hai vùng thủ đô tại phía nam thành phố. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để bổ sung trong quá trình lập đồ án, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của đồ án.
Tối nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia về Người Khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2023. Tham dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau hơn 3 tháng triển khai, Ban tổ chức chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt đã nhận được 109 hồ sơ của 43 đơn vị tổ chức giới thiệu. Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn được 35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu thuộc 23 tỉnh, thành phố, tổ chức xã hội tham gia chương trình. 35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương năm nay đều là những thanh niên giàu nghị lực, vươn lên từ nghịch cảnh, vượt qua khó khăn, hoàn thiện bản thân và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Đó là những đại diện tiêu biểu cho những thanh niên khuyết tật trên khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc, không chỉ đóng góp cho sự đa dạng của cộng đồng, mà còn là nguồn cảm hứng về ý thức sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, cho các bạn trẻ nói riêng và cả xã hội. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tiếp Tổng Giám đốc Liên minh Bưu chính Thế giới UPU Masahiko Motoki đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng ông Masahiko Motoki được bầu giữ vị trí Tổng Giám đốc Liên minh Bưu chính Thế giới UPU nhiệm kỳ 2022-2025, đề nghị ông Masahiko Motoki và UPU tiếp tục quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của lĩnh vực bưu chính, một trong những hạ tầng quan trọng thiết yếu của quốc gia. Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của UPU trong việc đổi mới để thích ứng với các yêu cầu của kỷ nguyên số, tin tưởng UPU sẽ vượt qua những khó khăn thách thức để cùng các nước thành viên thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực bưu chính. Tổng Giám đốc UPU, ông Masahiko Motoki bày tỏ vui mừng lần thứ ba đến thăm Việt Nam, đánh giá cao kết quả cũng như nhận định hướng phát triển lĩnh vực bưu chính của chính phủ Việt Nam, cam kết UPU sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong tương lai. Ông Masahiko Motoki cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong lần đầu tiên là thành viên Hội đồng Khai thác Bưu chính của UPU nhiệm kỳ 2022-2025. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an đã tổ chức lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm về ma túy và thông tin chi tiết về 3 chuyên án ma túy lớn. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS ma túy mại dâm đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Đây là chuyên án ma túy có thể coi là lớn nhất từ trước tới nay, được lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phối hợp với nhiều lực lượng triệt phá và bắt giữ. Ma túy được ngụy trang dưới dạng các bao xi măng. Đường dây này do Liêu Chí Hoài, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc cầm đầu. Vào đầu tháng 9 năm 2023, 6 đối tượng trong đường dây ma túy lớn đã nhập cảnh vào Việt Nam, đặt khách sạn, thuê xe, phiên dịch, thuê kho và mua 100 tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở Hải Phòng. Khám xét kho hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Phát tại Hải Phòng, thu giữ 30 bao tải không nhãn mác, mỗi bao khối lượng 25 kg, kết quả giám định 30 bao chứa ketamin, tổng khối lượng là 750 kg. Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn thu giữ số lượng ma túy lớn từ các địa phương khác. Đây chỉ là một trong 3 chuyên án ma túy lớn mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với nhiều lực lượng triệt phá và bắt giữ trong thời gian vừa qua. 11 tháng đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công gần 24.800 vụ, bắt giữ gần 38.700 đối tượng phạm tội về ma túy và thu giữ gần 450 kg heroin, trên 4,9 tấn ma túy tổng hợp, 80 kg thuốc viện, 480 kg cần sa, 330 kg cocaine. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trao thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho ban chuyên án. Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định thưởng cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Tổ chức Nghiên cứu Tái tạo Môi trường Y tế Nhật Bản tổ chức hội thảo khoa học về kỹ thuật và công nghệ y sinh học. Hội thảo với sự tham dự của nhiều chuyên gia y tế hàng đầu với các đề tài nghiên cứu nổi bật như những bước tiến mới trong điều trị đột quỵ. Hội thảo là sự kiện nổi bật trong chuỗi các hoạt động ngoại giao kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Rất nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực y tế đã và đang được triển khai như hỗ trợ xây dựng chính sách trao đổi chuyên gia, đào tạo nâng cao năng lực nhân viên y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị y tế,
thông qua các chương trình hợp tác giữa hai chính phủ, giữa hai bộ y tế và giữa các đơn vị y tế của hai nước. Tại hội thảo, 9 báo cáo khoa học do 11 báo cáo viên trình bày với các chủ đề được quan tâm như công nghệ vật liệu y sinh học, y học tái tạo não dựa trên công nghệ thúc đẩy sự di truyền của tế bào thần kinh, những bước tiến mới trong điều trị đột quỵ, ứng dụng liệu pháp tế bào miễn dịch trong điều trị ung thư. Ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Làng Sáng Chế và Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo tổ chức hội thảo Chuyển đổi số và Đổi mới Sáng tạo Phát triển Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest Việt Nam 2023, TechFestWise 2023 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hội thảo quy tụ các chuyên gia đầu ngành cùng đại diện nhiều doanh nghiệp tên tuổi trao đổi về những vấn đề liên quan đến phát triển doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi số. Cùng với những nỗ lực, sự quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, việc phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam đang từng bước phát triển. Cái tiềm năng mà cái hoạt động khoa học công nghệ trong thời gian tới tiếp theo tôi cho rằng là một cái tiềm năng là và cái lợi thế rất là lớn. Là thứ nhất là hiện nay thì là với cái xu thế hội nhập và xu thế phát triển thì vấn đề công nghệ, vấn đề phát triển công nghệ là vấn đề là cốt lõi cho cái việc mà phát triển thị trường. Tại đây, các chuyên gia trao đổi về yếu tố cần thiết của chính sách, tham luận về khai thác sáng chế và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo động lực phát triển. Hội thảo hướng tới mục tiêu phân tích, làm rõ những hạn chế cũng như trao đổi, gợi mở tìm ra giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phù hợp hơn nữa với thực tế phát triển. Ban tổ chức kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tìm ra câu trả lời phù hợp, cũng như xác định được hướng đi hiệu quả hơn trên hành trình chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu suất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị, Ngày hội Sản phẩm tỉnh Quảng Trị tại Hà Nội năm 2023 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức đã khai mạc vào tối nay tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 11, Ngày hội Sản phẩm tỉnh Quảng Trị tại Hà Nội năm 2023 là cơ hội để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng nhà phân phối sản phẩm tại thành phố Hà Nội, quảng bá hình ảnh, mảnh đất, con người, điểm đến du lịch tỉnh Quảng Trị đến với người dân thủ đô. Tính đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có 113 sản phẩm OCOP, trong đó có 42 sản phẩm đạt 4 sao, 71 sản phẩm đạt 3 sao. Ngày hôm nay tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã làm việc với các tập đoàn và các công ty về việc triển khai kế hoạch cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện và các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng năm 2024. Để bảo đảm an ninh cung ứng điện trong năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã yêu cầu các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Than khoáng sản Việt Nam và các tổng công ty Đông Bắc khí Việt Nam trong mọi tình huống không được để xảy ra tình trạng thiếu điện, thiếu nhiên liệu than và khí cung cấp cho sản xuất điện để phục vụ cho nền kinh tế và đời sống sinh hoạt của người dân, không được để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung năng lượng và tình trạng sự cố tổ máy phát điện kéo dài, tăng cường phối hợp hiệu quả, thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí cho sản xuất điện theo nguyên tắc tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc, khẩn trương chỉ đạo khắc phục triệt để những hư hỏng, sự cố của các nhà máy và các tổ máy nếu có, trong phạm vi quản lý, bảo đảm các nhà máy có đủ khả năng hoạt động và sẵn sàng vận hành tối đa công suất trong điều kiện kỹ thuật cho phép, đồng thời thực hiện nghiêm kế hoạch cung ứng điện và biểu đồ cung cấp than năm 2024 đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Tuyến đường sắt đô thị số 2 Bến Thành Tham Lương tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tiếp tục bị vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Tình trạng chậm trễ làm tăng chi phí hàng chục tỷ đồng mỗi năm do lãi vay, phí cam kết và trượt giá. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương đã đạt 87%. Trong đó, quận 1, quận 10, quận 12 và Tân Phú đạt 100%. Quận Tân Bình còn 8 hộ dân và riêng quận 3 nhiều nhất với 70 hộ dân chưa giải quyết xong. Hiện hai quận đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đến nửa đầu năm 2024, quận 3 hoàn thành 100% mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư. Tuyến metro số 2 đã khởi công hai gói thầu kỹ thuật điện. Chủ đầu tư cho biết sẽ tổ chức chọn các gói thầu chính về đường hầm, nhà ga, trang thiết bị trong năm 2025.
hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến metro số 2 vào năm 2023. Thưa quý vị, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công từ tháng 6 năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Sau 5 tháng khởi công, đánh giá của Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, dự án thành phần 1 chưa bàn giao mặt bằng, dự án thành phần 2 mới bàn giao được khoảng 8,74%. Hai dự án thành phần này đều nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Việc chậm giao mặt bằng vừa làm chậm tiến độ thi công, vừa ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân toàn dự án cao tốc Bắc Nam. Công trường hầm chui dân sinh tại km 33+105.49 thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. 5 tháng qua, dù đã tập trung máy móc thiết bị, công nhân để thi công, nhưng do không có mặt bằng, nhà thầu đã phải tự thỏa thuận với dân xin mặt bằng để thi công với mục tiêu được đoạn nào hay đoạn đó. Chúng tôi là cũng đã vận động người dân hỗ trợ cho người dân là hỗ trợ cho chặt cây và hỗ trợ đất để đơn vị thi công hầm chui. Các ban ngành thì tác động tạo thêm cái mặt bằng để đơn vị thi công. Chứ giờ máy móc thiết bị và con người tập trung về hết mà cái mặt bằng thì lại chưa có nên là rất cực kỳ khó khăn. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài gần 54 km đi qua tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng và được chia làm 3 dự án thành phần. Đến nay, dự án thành phần 3 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được bàn giao trên 96% mặt bằng. Còn dự án thành phần 1 và 2 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giải phóng mặt bằng rất chậm. Nhiều cuộc họp giữa Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Đồng Nai để tháo gỡ vấn đề này nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng rất lớn đến việc thi công hiện trường cũng như công tác giải ngân vốn. Công tác mà giải ngân của giải phóng mặt bằng thì đến nay cũng đạt cái tỷ lệ rất là thấp, 0,07%. Vì vậy thì cái nguồn tiền mà đã bố trí cho dự án là nguồn tiền của chương trình phục hồi kinh tế giải ngân rất là chậm, cũng ảnh hưởng đến cái phần giải ngân chung của dự án. Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ rõ nguyên nhân chậm giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là do công tác kiểm đếm chậm, nguồn nhân lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Đồng Nai chưa đáp ứng với khối lượng công việc. Đơn giá bồi thường đến nay cũng chưa được địa phương phê duyệt. Đó là chưa kể hàng loạt các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cũng chưa được tỉnh này triển khai. Vì vậy, tiến độ bàn giao mặt bằng trong năm 2023 rất khó khả thi, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của dự án cao tốc Bắc Nam. Ngày hôm nay, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm. Hai đối tượng vừa bị bắt là Hà Xuân Châu và Trần Kim Giàu cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Củ Chi phát hiện Châu cấu kết với Giàu vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn từ biên giới Campuchia về khu vực huyện Củ Chi. Chiều ngày 18 tháng 11, Công an huyện Củ Chi đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm của các đối tượng. Khám xét nơi ở và một số địa điểm liên quan, Công an đã thu giữ hơn 3 tấn pháo nổ các loại. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Bên cạnh việc tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nhân doanh nghiệp phát triển, nghị quyết cũng nêu rõ nhiệm vụ ngăn chặn, kiên quyết xử lý doanh nhân doanh nghiệp vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. Trong đó, một giải pháp quan trọng đã được nghị quyết xác định là minh bạch quan hệ giữa các cơ quan nhà nước, công chức, viên chức với doanh nhân doanh nghiệp. Một trong những trường hợp rất đáng chú ý là cựu chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị tuyên phạt 30 năm tù về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Dư luận không khỏi băn khoăn bức xúc ở chỗ, chính người phụ nữ này đã xin được nguồn vốn bổ sung từ Trung ương khi dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai thiếu vốn, trong khi người đứng đầu của tỉnh Đồng Nai lại không thể làm được việc này. Chị chủ tịch AIC, chị có một cái mối quan hệ với những người có quyền lực ở các cái cơ quan cấp vốn của Trung ương. Và cái mối quan hệ này thì thực chất nó là một mối quan hệ tôi gọi là giữa xin và cho. Gắn bó là đây là một mối quan hệ cộng sinh với nhau. Chị đi xin người ta thì chị phải chi tiền, phải chấp nhận chi tiền. Còn cái người mà người ta cấp vốn cho chị ấy, thì người ta được nhận tiền. Thế là hai bên cũng có lợi mà, cũng có lợi đúng không? Vậy thì và đây là một mối quan hệ tôi cho là khá phổ biến.
Câu chuyện trên một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về mối quan hệ cá nhân bất chính giữa cán bộ có quyền lực với doanh nhân, từ đó có thể chi phối, dàn xếp, thao túng được chính sách. Thực trạng này đang đặt ra một yêu cầu cấp thiết về tính công khai, minh bạch trong quan hệ giữa các cơ quan nhà nước, công chức, viên chức với doanh nhân, doanh nghiệp. Công khai minh bạch ở đây cũng có nghĩa là bây giờ thông qua một cái thể chế cụ thể nào đấy để cho cái mối quan hệ là cho đông nhiều người cũng biết. Rồi cái nội dung của cái mối quan hệ ấy cũng phải được gì ạ? Công khai về mặt thông tin để cho người ta giám sát, người ta kiểm tra. Đấy. Và đồng thời là cũng cần phải có những cái quy định là nghiêm cấm các cái mối quan hệ riêng tư. Đúng không? Mà ta gọi là các cái cuộc gặp gỡ riêng ấy. Cái này là cái mà vô cùng khó đây. Và ta có thể đến nhà doanh nhân, họ đến nhà riêng của một cái ông có quyền lực của một cơ quan nhà nước đó đấy. Thậm chí tôi không nói là đến nhà riêng. Người ta gặp nhau ở hàng quán. Thậm chí họ đến tận cái phòng làm việc của ông ấy. Thực hiện cái việc mà tự động hóa để giảm thiểu cái tình trạng mà tiếp xúc cá nhân. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả nó trở nên minh bạch, tự động. Nếu mà anh đồng ý hay không đồng ý, nó đều dựa trên những nguyên tắc rất rõ ràng và được xử lý rất là minh bạch. Thì như vậy chúng ta sẽ giảm thiểu cái tình trạng mà môi giới, tình trạng mà cài nẻ hoặc là tình trạng hình thức hóa các quy định để từ đó nó cài lồng cái lợi ích của mình vào. Bên cạnh đó, cần đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến doanh nhân, doanh nghiệp. Thưa quý vị, sau gần 50 ngày diễn ra giao tranh ác liệt, sáng nay 24 tháng 11, thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tạm thời kéo dài 4 ngày giữa Israel và lực lượng Hamas đã chính thức có hiệu lực. Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas đã chính thức có hiệu lực vào lúc 7 giờ sáng nay theo giờ địa phương, cho phép các bên trao đổi con tin và tù nhân, đồng thời tạo điều kiện cho việc đưa thêm viện trợ nhân đạo tới người dân khu vực Gaza đang chịu bao vây phong tỏa. Thỏa thuận quy định trong thời gian 4 ngày ngừng bắn, Hamas sẽ thả 50 con tin trong số những người bị bắt giữ kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 để đổi lấy việc phóng thích cho 150 người Palestine bị Israel giam giữ. Đợt đầu tiên bao gồm 13 con tin là phụ nữ và trẻ em sẽ được Hamas trao trả vào lúc 16 giờ giờ địa phương trong ngày đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn. Trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn, 130.000 lít dầu diesel và 4 xe tải chở khí đốt sẽ được đưa vào giải Gaza hàng ngày từ phía Ai Cập. Khoảng 200 xe tải chở đầy thực phẩm, thuốc men và nước uống cũng sẽ được đưa vào Gaza mỗi ngày. Thưa quý vị, như một phần của thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày, hôm nay chính quyền Palestine cho biết Israel chuẩn bị thả 39 tù nhân người Palestine ở bờ Tây, trong đó có 24 phụ nữ và 15 nam thiếu niên, đổi lấy 13 con tin hiện bị Hamas giam giữ. Các tù nhân, tất cả đều đến từ bờ Tây hoặc Jerusalem bị chiếm đóng, sẽ được bàn giao cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại nhà tù quân sự Ofer của Israel vào khoảng 4 giờ chiều giờ địa phương, tức 14 giờ giờ GMT. Điều này trùng hợp với kế hoạch bàn giao 13 phụ nữ và trẻ em tại biên giới Gaza-Ai Cập, nằm trong số khoảng 240 người bị các tay súng Hamas bắt làm con tin. Việc thả tù nhân là một phần của lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas bắt đầu lúc 7 giờ sáng, tức 5 giờ giờ GMT, và được kỳ vọng sẽ diễn ra êm thấm khi không có báo cáo lớn nào về các vụ đánh bom, tấn công bằng pháo binh hoặc tấn công bằng tên lửa. Đáp lại yêu cầu cung cấp thêm thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ngày 24 tháng 11, Trung Quốc cho biết không phát hiện mầm bệnh bất thường hoặc mới nào trong đợt bùng phát dịch hô hấp ở trẻ em tại miền Bắc nước này. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Trung Quốc thông báo họ không phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc mới hay biểu hiện lâm sàng bất thường nào, kể cả ở Bắc Kinh và Liêu Ninh, mà chỉ có sự gia tăng chung các bệnh về đường hô hấp do nhiều nguyên nhân đã được biết đến. Đây là phản hồi của Bắc Kinh sau khi WHO đề nghị Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về số ca bệnh hô hấp gia tăng và những cụm viêm phổi ở trẻ em. WHO trước đó nói Trung Quốc ghi nhận số ca mắc bệnh hô hấp giống cúm gia tăng từ giữa tháng 10, tương tự khi đại dịch COVID-19 bùng phát 3 năm trước. Theo quy định, Trung Quốc cần phản hồi WHO trong vòng 24 giờ. Ngày 24 tháng 11, tân Tổng thống Ecuador ông Daniel Noboa cam kết sẽ triển khai các biện pháp để giảm thiểu tình trạng bạo lực giữa các băng đảng ma túy, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân nước này thông qua các cải cách khẩn cấp. Tại lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội tại thủ đô Quito, Tổng thống Ecuador Noboa khẳng định để chấm dứt tình trạng bạo lực cần xử lý tình trạng thất nghiệp. Ông sẽ trình lên Quốc hội những cải cách mang tính cấp bách. Ông Noboa cho rằng
cần đưa ra những chính sách mới, đem lại kết quả khác biệt nhằm đánh bại kẻ thù chung của đất nước là bạo lực và bất bình đẳng. Trong gói cải cách có cải cách về tạo việc làm với nhiều điều khoản khuyến khích tuyển dụng, đặc biệt là lao động trẻ. Chương trình cải cách này bao gồm cả việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với nguyên vật liệu xây dựng. Một cải cách khác là tập trung vào ngành điện của nước này. Bắt đầu từ hôm nay 24 tháng 11, Phần Lan sẽ đóng hầu hết các cửa khẩu biên giới với Nga và chỉ mở duy nhất tuyến đường qua Bắc Cực xa xôi nhằm kiểm soát người di cư trái phép. Động thái đóng cửa biên giới có thể khiến căng thẳng giữa Nga và Phần Lan cũng như giữa Nga và Liên minh châu Âu leo thang hơn trong bối cảnh quan hệ hai bên đang xuống mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Chính phủ Nga đã cảnh báo nguy cơ một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, buộc hàng trăm người phải ở ngoài trời trong thời tiết lạnh giá của mùa đông. Trong tháng 11 này, Phần Lan đã chứng kiến sự gia tăng đột biến số người di cư trái phép vào nước này qua các cửa khẩu biên giới với Nga. Ước tính đã có khoảng 600 người di cư không thị thực và giấy tờ hợp lệ, chủ yếu từ Trung Đông và châu Phi đến Phần Lan, cao gấp nhiều lần so với con số chỉ vài chục người vào tháng 9 và tháng 10. Theo chính phủ Phần Lan, việc đóng cửa các trạm kiểm soát là cần thiết để duy trì trật tự và đảm bảo an ninh cho hoạt động đi lại hợp pháp qua biên giới. Thưa quý vị, chính trị gia dân túy cực hữu của Hà Lan, ông Geert Wilders đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 22 tháng 11 và có cơ hội dẫn đầu các cuộc đàm phán, thành lập một liên minh cầm quyền mới để trở thành thủ tướng cực hữu đầu tiên của Hà Lan. Điều này có thể mang đến một cơn địa chấn khác cho nền chính trị châu Âu. Đảng Vì Tự Do PVV cực hữu của chính trị gia dân túy cực hữu của Hà Lan Geert Wilders giành được 37 ghế trong Hạ viện 150 ghế, nhiều hơn gấp đôi so với 17 ghế mà đảng này giành được ở cuộc bầu cử lần trước. Cuộc bầu cử được tiến hành sau khi liên minh thứ tư và cuối cùng của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mark Rutte từ chức hồi tháng 7 sau những bất đồng với các biện pháp hạn chế người di cư. Ông Rutte đã tuyên bố từ giã chính trường và cuối cùng ông Wilders đã dễ dàng đánh bại mọi đối thủ để giành được đa số ghế trong Quốc hội Hà Lan. Chiến thắng của ông Wilders được đánh giá là mang đến một cơn địa chấn khác cho nền chính trị châu Âu một năm sau khi những người theo đuổi chủ nghĩa dân túy cực hữu lên nắm quyền tại Italia. Đây thực sự là một cơn địa chấn bất ngờ. PVV trở thành đảng chiếm đa số trong Quốc hội Hà Lan, lại theo chủ nghĩa dân túy cấp tiến ngoại lệ là điều không được nhiều người mong đợi. Kết quả này là kết quả mới nhất trong một loạt cuộc bầu cử đang làm thay đổi cục diện chính trị tại châu Âu. Từ Slovakia và Tây Ban Nha đến Đức và Ba Lan, các đảng dân túy và cực hữu đã giành chiến thắng ở một số quốc gia thành viên EU và chùn bước ở một số quốc gia khác. Ông Wilders ở Hà Lan có nhiều điểm giống với nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen của Pháp. Ở Italia có Thủ tướng Giorgia Meloni. Ở Đức có đảng AfD cánh hữu. Còn ở Thụy Điển có đảng Dân Chủ Thụy Điển. Nhìn vào một loạt những cái tên được điểm qua này, tôi cho rằng đây là xu hướng chung của quốc tế và manh nha những cuộc nổi dậy quy mô của những người theo chủ nghĩa dân túy ở châu Âu cũng như trên thế giới. Nhìn lại trước đó, đảng PVV từng đưa ra những tuyên ngôn khá bảo thủ, chẳng hạn như việc kêu gọi cấm các nhà thờ Hồi giáo, kinh Koran và việc mang khăn trùm đầu Hồi giáo trong các tòa nhà chính phủ. Về phần mình, ông Wilders đã hứa với cử tri về một cuộc trưng cầu ý dân mang tính ràng buộc về việc rời khỏi EU và phản đối một loạt chính sách của khối về các vấn đề như biến đổi khí hậu và nhập cư. Mặc dù trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử, ông Wilders đã phần nào mềm mỏng hơn trong lập trường của mình và cam kết ông sẽ là thủ tướng của tất cả người dân Hà Lan. Song ông Wilders, người từng được coi là Donald Trump phiên bản Hà Lan, sẽ phải nhanh chóng thành lập một chính phủ liên minh trước khi có thể lên nắm quyền và trở thành thủ tướng của nước này.